Sepuin theo đời 10 thì đã có mặt ở đây và sớm hơn các bạn dự kiến. Tuy nhiên thì nó cũng không giống như những gì các bạn tưởng tượng, bởi vì Intel đã quyết định cho ra mắt dòng sản phẩm này trên nền tảng HDDT, tức là nền tảng PC cao cấp dành riêng cho những nhà sáng tạo nội dung. Và bản thân thì cái mảng này cũng đang bị co hẹp lại bởi sức cạnh tranh từ các đối thủ và từ chính các sản phẩm mainstream của họ. Và thay vì là những cái chỉ trích cho rằng là những cái chiếc sản phẩm như là chiếc i9-19A này thực chất chỉ là đổi tên của những dòng sản phẩm cũ để cho đỡ mang tiếng là không gì cải tiến so với đối thủ, thì Intel có vẻ vẫn rất tự tin với những bước đi của mình. Vậy lý do tại sao thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ở trong video này với sự xuất hiện của chính chiếc i9-19800E và chiếc bom mạch chủ X29X Aorus Master đến từ Gigabyte. Lý do đầu tiên có thể nói đến đó chính là lượng khách hàng trung thành. Thì trái với những ý kiến có vẻ hơi tiêu cực và không được lạc quan lắm về chiếc i9-19800E ở thời điểm nó ra mắt, thì chiếc CPU này không hướng đến việc trở thành ngôi sao về mặt hiệu năng, mà nó nhắm đến cái phân khúc hiệu năng trên giá thành mà chính đối thủ của nó bỏ lại. Đó là khoảng trống ở giữa chiếc 3950X và chiếc 3970X. Và một điều rất đặc biệt đó là mức giá của chiếc i9-19800E này mà Intel công bố nó đã giảm bằng một nửa so với hai người tiền nhiệm của nó là chiếc 7780XE và chiếc 9980XE. Và với cái mức giá này thì chắc chắn đây sẽ là một cái kèo rất là thơm mà tất cả những ai là những nhà sáng tạo nội dung đã quen dùng với nền tảng của Intel sẽ cực kỳ thích thú và có lý do để ý đến nó. Nói về giá thì chúng ta sẽ đến tiếp tục với lý do thứ hai, đó là đây chính là cột mốc mới mà Intel sẽ tiếp cận ở trong tương lai, đó là sự cạnh tranh về giá cả. Nếu mà so với trước đây thì cái mức giá dành cho các sản phẩm HDT của Intel rất là cao. Đơn cử như là chiếc 9980XE khi ra mắt thì nó đã có một cái mức giá công bố là 2.000 đô. Còn hiện tại đối với chiếc 1980XE thì mức giá công bố mà nhà sản xuất đưa ra ở thị trường Bắc Mỹ nó chỉ là 1.000 đô mà thôi. Và đây là một cái quyết định mang tính sống còn và chúng ta có thể nói rằng là Intel đã thay đổi rất nhiều so với chính họ ở những cái thời điểm những năm về trước. Họ đã biết lắng nghe người dùng hơn và đã biết cách để điều chỉnh giá của mình sao cho hợp lý hơn. Trước khi đến với bài kiểm tra hiệu năng thì hãy cùng tìm hiểu thêm một chút về chiếc i9-19800E này để xem nó nằm ở đâu trong các hệ CPU của Intel. Bởi vì thực chất ra là nó khá là khó hiểu và nó là nguồn cơn của những cái chỉ trích nhắm vào Intel kể từ khi Intel ra mắt cái dòng sản phẩm này. Thoạt nhìn ban đầu thì nhiều người có thể cho rằng là Intel coi i9-19800E là một phần của hệ thứ 10 vì nó có tên đầu bắt đầu bằng chữ số 10. Tuy nhiên điều này không hẳn là chính xác, bởi vì CPU này không hoàn toàn liên quan đến đời Alex, thế hệ thứ 10 thật sự đang được xây dựng trên tiến trình 10 nanomet. Nó cũng không liên quan đến CPU Comet Lake U thế hệ thứ 10, mà thực chất đây là phiên bản nâng cấp về cơ bản của Whiskey Lake U thế hệ thứ 8. Như đã giải thích thì các bạn đã hiểu về chiếc 1980XE hơn. Thực chất thì nó là một chiếc 9980XE được rename lại và có giá thành bằng một nửa. Tuy nhiên dù gì thì nó vẫn là một CPU cao cấp. Và đã là một CPU cao cấp thì cần phải đi với một bom mạch chủ tương xứng. Thế nên là ngày hôm nay mình đã chọn chiếc Gigabyte Aorus Master X299X để cùng đồng hành với nó trong cái bài test lần này. Về X299X Aorus Master, đó là phiên bản làm mới lại của chiếc X299 Aorus Master đã được Gigabyte ra mắt trước đây. Thiết kế về mặt ngoại hình thì không có nhiều thay đổi so với năm ngoái. Chúng ta vẫn sẽ có VRM với 12 phê nguồn cung cấp khả năng ép xung cực kỳ khủng. Điểm khác biệt duy nhất mà lớn nhất ở đây đó chính là khả năng hỗ trợ Wi-Fi 6 so với chỉ là chuẩn AC so với phiên bản tiền nhiệm. Và cạc LAN thì cũng được chuyển sang hàng hiệu là Aquantia so với chiếc cạc Intel của người tiền nhiệm luôn. Đi sâu hơn thì nằm ở gần chính giữa chiếc bom mạch chủ là hai khe M2 NVMe có thể chạy cùng lúc của tốc độ PCIe 3.0x4. Hai khe này được che chắn rất cẩn thận bằng hai miếng hợp kim khá đẹp có tác dụng tản nhiệt cho những chiếc SSD của các bạn luôn. Ở góc phải trên cùng, không ngạc nhiên đó là hai đầu 8 pin cung cấp điện cho CPU. Xuống phía dưới một chút cũng bên góc phải đó chính là chân 24 pin cùng những chân SATA được gập 90 độ tạo sự thuận lợi khi đi dây cho bất kỳ ai muốn sở hữu chiếc bom mạch chủ cực kỳ cao cấp này. Ở mặt sau thì chúng ta vẫn có đầy đủ các kết nối từ USB 3.1 đến USB Type-C cũng như các lỗ cắm anten Wi-Fi. Tiệu chung thì đây là một mẫu main cao cấp thuộc dạng khá của Gigabyte chứ không phải là nhất. Như đề cập thì lần này chúng ta sẽ đứng trên phương diện một người luôn luôn tin dùng các sản phẩm Intel để đánh giá. Và lần này thì với một cái cách đánh giá như vậy thì chúng ta sẽ cho chiếc i9-19800XE chạy chung với một chiếc CPU được các bạn mua rất nhiều trong thời gian gần đây về để chạy render video, đó chính là chiếc i7-9700K, để xem là với một số tiền đầu tư bỏ ra hơn khá là nhiều thì các bạn sẽ nhận được những cái gì khi mua một dàn máy HDDT so với một dàn máy mainstream phổ thông bình thường. Trong Cinebench R15 và R20 đánh giá toàn bộ các core thì 19800XE đã vượt lên một khoảng cách khá xa so với các bộ máy mainstream. Cụ thể tại R15 thì nó cho số điểm gần gấp 3 lần combo hai chiếc CPU X5650, đó là 3.580 điểm so với 1.279 điểm của hai chiếc X5650. Và trong R20 thì hiệu năng của cán bộ các nhân 19800XE đã đè bẹp 9.000K với hơn 8.500 điểm. Số điểm cũng khá tốt và không quá bất ngờ với một chiếc CPU HDT nhiều nhân nhiều luồng như thế này. Giờ chúng ta sẽ đến với phần so sánh trực tiếp với chiếc i7-9700K.
Ở cả hai cấu hình thử nghiệm thì mình sẽ sử dụng chung chiếc card đồ họa là GTX 1080 Ti 32GB RAM, driver card đồ họa mới nhất là bản 445.75 từ NVIDIA. Và bài test đó là sử dụng phần mềm Adobe Premiere để render 3 video với tổng thời lượng là 6 giờ. Profile áp dụng là H.264 Full HD, 30 khung trên giây và bitrate là 10.5 Mbps trên giây. Kết quả là 1980Ti tỏ ra vượt trội hơn hẳn so với 9700K kể cả khi chiếc CPU này bật quick sync, với thời gian hoàn thành công việc chỉ là 1 giờ 45 phút so với là hơn 4 tiếng đồng hồ của 9700K. Với động thái khi cho ra mắt những chiếc i9 thuộc dòng HDT đời mới thì Intel gần như đã có một sự nghiêm túc hơn khi đối đầu với AMD và có một cái nhìn sắc đáng hơn về thị trường máy tính hiện tại và định giá sản phẩm của mình một cách hợp lý hơn. Và nói riêng về chiếc i9-1980Ti thì nếu so sánh với những người tiền nhiệm của nó có mức giá đắt gấp đôi thì đây thực sự là một cái thay đổi lớn của Intel trong việc định giá sản phẩm của họ. Và thực sự là nếu mà chiếc i9-1980Ti này và ra mắt với mức giá nó vẫn ngang bằng so với những người tiền nhiệm trước là khoảng từ 40-50 triệu thì nó hoàn toàn không có cửa để đánh giá hay là so sánh với những chiếc CPU giá rẻ hơn của AMD như là chiếc 3950X hay là chiếc 3970X. Và cái việc hạ giá sản phẩm của Intel thực tế nó là một hành động cực kỳ đáng mừng và cực kỳ đáng hoan nghênh của hãng công nghệ nổi tiếng này, bởi nó cho thấy rằng là sắp tới chúng ta sẽ nhận được những sản phẩm có mức giá tốt hơn, cũng như là hiệu năng sẽ được cải tiến mạnh mẽ hơn so với những thế hệ tiền nhiệm, khác hẳn hoàn toàn với những gì Intel trước đây đã từng làm với chính người dùng của mình sau những năm trước. Và động thái này thực sự là đáng hoan nghênh. Và các bạn nghĩ sao về chiếc i9-1980Ti cũng như là chiếc bo mạch chủ X29X Outer Master của Gigabyte mình đang có ở đây thì hãy để lại ý kiến của các bạn ở phần bình luận bên dưới. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trên channel của Nội Nguyên Tơ trong những video lần sau.